Chào mọi người, em tên là Lâm Hồng Ngọc. Năm nay em 22 tuổi, em đến từ Cà Mau. Hôm nay em đến để cắt chỉ sau 14 ngày nâng mũi của em. Ngày xưa thì nhấn mũi của em hoàn toàn như không có sống mũi. Vì đầu mũi là rất là ngắn nên là em rất là tự ti khi giao tiếp với mọi người. Trong quá trình nâng mũi thì bác sĩ làm không có đau như mọi người nghĩ. Thì sau khi nâng mũi thì em cũng không gặp khó khăn gì cho đến ngày hôm nay. Thì em rất là hài lòng với dáng mũi của mình hiện tại và em rất là vui và rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thì em cảm thấy tự tin hơn, nhờ giao tiếp với mọi người nhiều hơn, không còn tự ti như trước nữa. Bạn bè người thân của em thì nhìn vào thì chỉ thấy gương mặt của em hơi lạ thôi, chứ họ không tưởng là không biết là mình em sống mũi. Các anh chị điều dưỡng ở đây chăm sóc cho em rất là tận tình, chu đáo. Em rất hài lòng về dịch vụ ở bên thẩm mỹ viện của mình. Em có lời khuyên cho các bạn có ý định nâng mũi thì các bạn hãy tự tin lên, nâng mũi hoàn toàn không đau. Em nghĩ là em phải đi nâng mũi sớm hơn chứ không phải trễ như bây giờ. Phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay rất là đa dạng rồi nên là mình chỉ làm sao cho phù hợp thôi, đừng làm quá là được rồi. Xin tạm biệt mọi người.